sự hy sinh cả ba đó. Chúng con kính chúc quý bà luôn được mạnh khỏe, niềm an vui của tuổi già và luôn là cây đèn chầu trước thánh thể để tiếp sức cho cuộc chồng và cho chị em chúng con. Biết ơn của chúng em xin kính mời. Xin các chị tiếp tục cầu nguyện cho chúng em để chúng em luôn luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe tiếng nhau để rồi chúng em phục vụ tốt. Em nói nhiều rồi, chắc là chị có còn câu chi cho nó quá chị. Thank you.